hội của một bạn ở dưới sau nè, rồi báo mình ở dưới qua hỏi cầu Bình Phước, rồi mới thấy kêu anh em đi ghe được rất ba hai cây chiếc chạy dưới cầu Hoàng Kiếm mới dùng cái lưỡi á bây thấy được cái thét vậy á, thét cô giáo luôn, cô giáo đúng rồi. Lúc đó là anh thấy như thế nào? Đây có mấy thằng đi chích điện á, nó không tin nó báo, nó biết mình đi mình kiếm á, nó bị điện báo mình mới cho lính đi biết. Đi kiếm của sáng cô giáo là nằm đâu rồi? Ngày thấy qua khỏi cầu Bình Phước. Qua khỏi cầu Bình Phước. Qua khỏi cầu Bình Phước. Là nằm sát trên bờ hay nằm giữa sông? Nằm giữa sông. Nằm giữa sông rồi. Nó dướng vô cái gì mà? To bị giữa sông rồi, rồi mấy đây ghe xuống dưới là nó tấp vô một bình đâu. Dạ. Rồi thi thể đó thì có kéo về cái khu vực cầu Phú Long hay sao? Không cái gì. Để mình quận hai lần đưa về mình Hòa, đưa Bình Hòa, đưa về Bình Hòa chờ chờ làm liên tục cái chờ tục mấy xe mới ra dưới đình lên chở về rồi mình lúc, mấy lúc đó mấy giờ khoảng giờ khoảng chín mấy mười giờ chín giờ mấy mười giờ chúng mới đi vậy là mình đỡ làm thủ tục xong xuôi rồi đúng rồi chở xe về hay là chở Bình Hòa đến xe chở về cái xe gì luôn ha, xe chạy dữ bệnh viện Bình Hòa làm thì là hiện tại giờ là thông tin là chính xác là mình đã đưa lên bệnh viện chưa đưa đi để làm thủ tục thôi đi là làm thủ tục nha, hiện tại hãy vẫn còn nằm đó, còn nằm đó công an chưa đến đó. Hiện tại giờ hồi nãy thì em có thấy là gia đình của bên nạn nhân cũng đã đi xuống dưới rồi đó anh, đúng rồi. Rất là sớm và tội gia đình. Nói chung là cái em thấy gia đình với cái hướng là tích cực là có thể là giờ nào mình ấy có thể là chúng là vui hơn là hôm qua thấy cái mặt. Bên tụi này cũng làm rất khổ qua nay vụ mới. Bên tụi này cũng làm qua nay vụ. Yêu anh em đi qua nay kiếm. Thì thấy cái hướng tích cực lại đó. Thấy gia đình ai cũng phấn chấn hơn. Nhưng mà cái thông tin là chính xác là đã tìm được thi thể của cô giáo. Gia đình nhận đúng rồi. Gia đình đã xác nhận đó là thi thể của cô giáo. Rồi bây giờ là đợi cơ quan chức năng người ta lên để mà làm việc ha. Rồi sau đó là đưa về lò thiêu Bình Hưng Hòa để mà làm thủ tục để mà đưa về nhà ha. Ủa bình thường em nghe nói là cái vụ mà đưa về Bình Hưng Hòa là những cái vụ không có người thân mà ta. Còn mà có người thân mà sao mà đưa về đó? Đưa đi hết anh. Chứ có người thân không có người thân chứ lãnh định xác vậy. Anh có phải nói về giới thiệu về anh là bên cái đội nào để xác thực cái thông tin này nó chính xác cho bà con dễ biết cho anh nhiều không này mình ở đây ở xóm này ở gần cầu Long này ý là anh là cái người trong anh trong là luôn, người trực tiếp đúng rồi trực tiếp đi tìm đó trực tiếp luôn đó bà con cho nên là ảnh nhận cái nguồn thông tin từ trong đội của anh điện về ảnh cho ảnh luôn nên là ảnh đã chia sẻ như là cái gia đình nó nhờ dình nhà mình đi làm gì ta chứ nhiều khi bà con nói quay anh gì mà nhiều khi sợ không tin đó cho nên là em mới hỏi anh cho kỹ chia sẻ cho bà con nó có cái độ tin cậy chính xác hơn đúng rồi. Thì có nghĩa là anh đã xác nhận là chính xác là cô giáo rồi bây giờ là chăm chăm mấy anh đó bây giờ là cái người mà trực tiếp tìm kiếm cô giáo 3 ngày nay thì cũng đã xác nhận là đã tìm thấy cô giáo rồi thì bây giờ là ở phía ở dưới cầu Bình Phước cơ quan chức năng đang làm hồ sơ để mà chuyển về lò thiêu Bình Hưng Hòa rồi sau đó là tắm rửa cho cô giáo sau đó là sẽ liệm rồi sau đó là người nhà sẽ đem về nhà thì hôm nay là cũng đúng là 3 ngày với chú anh chị 3 ngày thì cũng đã tìm thấy cô giáo rồi thì thật sự hiện nay thì ở phía bên gia đình thì vẫn còn ngồi đây đó vẫn còn ngồi đây để mà đợi để làm thủ tục với chú anh chị còn một số người nhà thì đi theo đi qua bên kia còn một số thì ở đây cũng như là cũng ngồi đây đợi lúc đầu thì nói là sẽ khi mà phát hiện á thì sẽ đem về lôi từ dưới nước á là lôi về đây đó nhưng mà công an ở đó khi mà người ta biết thông tin thì người ta không cho lôi đi rồi người ta sẽ làm việc tại đó luôn đó tại vì phát hiện ở đâu thì làm tại đó chứ thật sự mà khi mà từ ở cầu Bình Phước mà quý bà cô chú từ ở cầu Bình Phước mà lôi về đây thì nó rất là xa luôn á mà lôi ở dưới nước này thì nó cũng rất là tội cho cô giáo luôn nó lôi về qua bên kia bên đó đó để mà
Tại vì ở đây thì là người ở bên phía cơ quan ở đây là người ta tiếp nhận thông tin rồi người ta đi tìm kiếm hộ phụ với gia đình. Thì tìm 3 ngày nay thì phát hiện ở dưới cầu Bình Phước thì cơ quan ở dưới cầu Bình Phước đã tiếp nhận là đã tìm thấy một cái thi thể của người phụ nữ. Thì người ta đã tiếp nhận và người ta sẽ làm việc. Đó nên là người ta không có cho đem thi thể đi đâu hết. Khi mà làm việc xong thì người ta sẽ bắt đầu người ta đem về lò thiêu Bình Hưng Hòa luôn. Rồi sau đó là người nhà chỉ có việc là tới đó để mà nhận cô giáo đem về để mà lo hậu sự. Thì vừa qua thì Thái cũng có hỏi Hiêm là khi mà tìm được cô giáo rồi á thì gia đình mình có muốn là chia sẻ thêm nữa không. Thì gia đình cũng cảm ơn mấy anh em thì cũng đã trong 3 ngày qua thì cũng đã tích cực chia sẻ lên để mà mong sớm tìm được cô giáo. Và gia đình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, quý ông bà cô chú trên cộng đồng mạng cũng như là đang xem cái video của kênh Sức Sống Mới. Một lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã cùng chung tay với gia đình cầu nguyện cũng như là chia sẻ để mà sớm tìm được cô giáo. Còn bây giờ thì khi mà đưa cô giáo về nhà rồi thì gia đình cũng không muốn chia sẻ nữa, vì cũng như đây là một cái sự mất mát của gia đình, mất đi một người vợ, một người mẹ cũng như là một người con. Thì gia đình cũng rất là buồn nên là cũng không có muốn chia sẻ thêm. Thì hôm nay thì cũng đã thông tin đã chính xác rồi quý cô chú anh chị, thông tin chính xác nhất 100%, đó chính là đã tìm thấy cô giáo Loan 32 tuổi đã gieo mình xuống dòng sông này vào ngày 2 tây tháng 2. Thì hôm nay là ngày 4 tây tháng 2 thì cũng như là đã 3 ngày. Thì hôm nay thì buổi sáng cũng đã tìm thấy rồi. Còn bây giờ thì cơ quan chức năng đang người ta đang làm hủ tục hồ sơ để mà đưa cô giáo Loan về lò thiêu Bình Hưng Hòa quý cô chú anh chị. Thì Thái cũng xin được khép lại cái câu chuyện này cũng như là sẽ đi tìm những cái câu chuyện khác để mà gửi đến cho quý cô chú anh chị mình xem. Đó, câu chuyện này thì gia đình cũng không muốn chia sẻ thêm, thì Thái cũng tôn trọng gia đình nên là cũng không có chia sẻ thêm nữa. Thì tới đây thì cũng đã 3 ngày thì cũng đã tìm được cô giáo rồi. Thì từ lúc 6-7 giờ sáng ngày 2 tháng 2 thì bây giờ là 8-9 giờ sáng thì đã tìm thấy. Thì bây giờ thì cũng đã 11 giờ mấy rồi. Thì còn về những cái vấn đề khác thì Thái cũng không nói được, tại vì bây giờ cũng đã tìm được cô giáo rồi thì mình cũng nên là kết thúc cái câu chuyện này luôn đi hết cô chú anh chị ơi. Đó, còn bây giờ thì nói chung là Thái cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi cái video của Thái và cũng như là theo dõi kênh của Thái từ trước tới nay. Thái cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người nha. Và bây giờ thì Thái cũng xin được khép lại cái video này. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo ạ.